Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ rút giấy phép của hàng chục công ty làm khẩu trang của Trung Quốc. Các giới chức liên bang Mỹ đã rút lại việc chấp thuận cho hơn 60 nhà sản xuất Trung Quốc xuất khẩu khẩu trang N95 sang Mỹ sau khi phát hiện điều mà họ gọi là một số lớn sản phẩm kém chất lượng của các công ty này. Cơ quan quản trị thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA, vào ngày 7 tháng 5 cho biết giảm bớt số các nhà sản xuất và xuất khẩu khẩu trang của Trung Quốc được chấp thuận để làm khẩu trang N95 sử dụng tại Mỹ từ khoảng 80 công ty xuống chỉ còn có 14 mà thôi. Đây là hình ảnh sản xuất khẩu trang kháng khuẩn tại Việt Nam. Bộ Công Thương Việt Nam nhận định Việt Nam có đủ năng lực để trở thành một quốc gia sản xuất khẩu trang vải lớn trên thế giới, đặc biệt trong giai đoạn dịch cúm Vũ Hán đang hoành hành hiện nay. Việc này đảo ngược được quyết định vào ngày 3 tháng 4, vốn cho phép nhập cảng và nhập khẩu từ các nhà sản xuất dù các sản phẩm này chưa được giới thẩm quyền của Mỹ kiểm định chất lượng, nếu như đáp ứng được một số tiêu chuẩn do một số nước khác đã ấn định hay được một số phòng thí nghiệm độc lập duyệt xét. Việc chuyển hướng này cho thấy những thách thức của các giới chức liên bang đang phải chịu trong nỗ lực giúp giảm thỏa mãn nhu cầu to lớn về khẩu trang cho nhân viên y tế ở tuyến đầu chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trong khi cũng phải đảm bảo là các trang thiết bị y tế hoạt động hữu hiệu. Chúng tôi sử dụng tất cả các quyền hạn của chúng tôi để gia tăng khả năng có được những trang thiết bị này, một viên chức của FDA đã nói trong một cuộc phỏng vấn như vậy. Và có một số lớn ngày càng tăng các máy thở không đáp ứng tiêu chuẩn. Hành động này tiếp theo một số tường trình của tờ Wall Street Journal loan tin các nhà ban hành quy định của Mỹ và các giới chức tiểu bang đã xác nhận một số đáng kể các loại khẩu trang N95 nhập khẩu dưới mức tiêu chuẩn vào Mỹ. Những xét nghiệm mới đây của Viện Y tế và An toàn Nghề nghiệp Quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho thấy có khoảng 60% trong số 67 loại khẩu trang nhập khẩu khác nhau có thể để lọt những hạt nhỏ li ti vào khẩu trang hơn mức bình thường, cho phép tờ báo này cho biết như vậy. Và bên cạnh đó, một số quá dưới tiêu chuẩn, viên chức DCD đã nói như vậy. Đây là hình ảnh vào hôm 3 tháng 5, Tổng thống Tanzania John cho biết ông nghi ngờ độ tin cậy của phòng thí nghiệm quốc gia nên đã bí mật chỉ thị cho lực lượng an ninh Tanzania kiểm tra chất lượng các bộ kit xét nghiệm bằng cách cháo các mẫu thử. Theo đó, họ lấy một số mẫu thử từ đu đủ, dê và cừu nhưng được dán nhãn với tên và tuổi của từng người. Kết quả là một quả đu đủ và một con dê đã cho kết quả dương tính với virus corona. Có chuyện gì đó ở đây? Tôi đã nói từ trước rằng chúng ta không nên mặc định rằng mọi viện trợ đều có ý tốt cho quốc gia này, Tổng thống Tanzania đã nói như vậy. Khẩu trang nhập từ một công ty Trung Quốc mà giấy phép bị thu hồi ngày 7 tháng 5 chỉ lọc được có 24% cho đến 35% các hạt bụi li ti, thấp hơn tiêu chuẩn 95% được dùng để đặt tên cho các khẩu trang này. Xét nghiệm của NIOS cho thấy như vậy. Và gói khẩu trang này quảng cáo chất lượng 5 sao và dùng biểu tượng của FDA trái phép, theo như kết quả xét nghiệm của NIOS. NIOS cũng xét nghiệm những khẩu trang nhập khẩu của các nhà sản xuất chưa có tên trong danh sách được chấp thuận. Một nhãn hiệu chỉ lọc được có 1% các hạt li ti, trong khi những nhãn hiệu khác ở dưới mức tiêu chuẩn 95%. Một số bệnh viện nói họ đã kiểm tra những việc mua bán mới đây từ những nhà cung cấp mới không có tên trong danh sách của FDA về các nhà sản xuất được cấp phép. Các nhà sản xuất của Trung Quốc cũng quảng cáo là các sản phẩm đã được chấp thuận trên mạng của họ. Vào ngày 7 tháng 5, FDA nói hiện nay cơ quan này chỉ cho phép nhập khẩu từ các nhà sản xuất đã được chứng nhận tại Mỹ hay tại một vài khu vực bên ngoài Trung Quốc, trong đó có những vùng tại châu Âu. Một số cơ quan khác của chính phủ Mỹ cũng đang làm việc để truy lùng một làn sóng các khẩu trang giả. Cơ quan thực thi di trú hải quan Mỹ đang làm việc với nhau và những công ty lớn của Mỹ, trong đó có 3M và Amazon, để giảm bớt nhập khẩu các sản phẩm kém chất lượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày thứ Sáu nói rằng ông rất giằng xé việc có nên chấm dứt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc hay không, chỉ vài giờ sau khi các quan chức thương mại hàng đầu của hai nước cam kết xúc tiến thi hành nó bất chấp những tổn hại kinh tế do virus corona gây ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Washington vào hôm 15 tháng 1 năm 2020. Sáng ngày thứ Sáu, ngay trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố 20,5 triệu việc làm ở Mỹ bị mất vào tháng 4, ông Trump nói với đài Fox News rằng ông đang gặp khó khăn với Trung Quốc.
Mặc dù ban đầu ông rất hào hứng về thỏa thuận thương mại đã ký vào tháng 1, đại dịch kể từ đó đã khiến ông thay đổi quan điểm về nó. Bây giờ tôi cảm thấy khác lúc trước, tôi đã rất cứng rắn với Trung Quốc, ông Trump nói tiếp. Khi được hỏi liệu ông sẽ phá vỡ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hay không, ông Trump nói, tôi rất rằng xé, nói thật là tôi chưa quyết định. Ông Trump và một số thành viên trong chính quyền của ông đã đe dọa đưa ra những hành động trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh, bao gồm cả thuế quan và có thể chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Và dù Trung Quốc đã mua một số mặt hàng nông sản của Mỹ, một số nhà quan sát cho rằng những đợt mua này vẫn còn kém xa tốc độ mục tiêu của năm đầu tiên là tăng 77 tỷ đô la, trong khi nền kinh tế Trung Quốc hiện đang bắt đầu phục hồi sau khi bị đình chỉ và chậm lại trong đại dịch. Ông Trump quy trách nhiệm Trung Quốc cho hàng triệu việc làm đã bị mất ở Mỹ vì cách thức nước này xử lý vụ bùng phát dịch virus corona tại Vũ Hán vào cuối năm 2019. Ông cũng đe dọa chấm dứt thỏa thuận thương mại nếu Trung Quốc không tuân thủ các cam kết mua hàng hóa và nói rằng ông sẽ thẩm định nỗ lực đó trong tuần sau. Và bên cạnh đó, Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố của chính quyền Trump cho rằng có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và các nhà khoa học nói rằng virus dường như đã phát triển trong tự nhiên. Cũng hôm 6 tháng 5, trong một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục lên án các hành vi che giấu dịch bệnh của Bắc Kinh đến tận thời điểm hiện tại và ông nói vui mừng vì thế giới đã bắt đầu nhìn ra hậu quả của việc làm ăn với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Xin chào các bạn, hôm nay là 128 ngày kể từ ngày bác sĩ Trung Quốc Ngải Phân, chủ nhiệm khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Vũ Hán chia sẻ thông tin lên Internet về một bệnh nhân mắc một loại virus mới giống SARS. Đồng nghiệp của bà là bác sĩ Lý Văn Lượng đã chia sẻ báo cáo của bác sĩ Ngải qua mạng với các đồng nghiệp y khoa. Ngoại trưởng Pompeo đã nói như vậy. Ngày hôm sau, 31 tháng 12, các nhân viên y tế ở Vũ Hán ám chỉ rằng họ đang điều trị cho hàng chục bệnh nhân mắc một loại bệnh viêm phổi truyền nhiễm chưa biết. Chỉ trong vòng mấy ngày sau đó, quan chức Trung Quốc triệu tập bác sĩ Lý và 7 người khác vì lan truyền thông tin đồn sai sự thật trên mạng. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói như vậy. Trung Quốc khi đó đã nhìn thấy một cuộc khủng hoảng y tế đang xuất hiện từ bàn tay của mình. Họ biết Trung Quốc đã có thể ngăn chặn và ngăn cản hàng trăm ngàn cái chết trên khắp thế giới. Trung Quốc đã có thể không khiến thế giới lâm vào tình cảnh khốn cùng về kinh tế như hiện nay. Họ đã có sự lựa chọn. Nhưng không, thay vào đó, Trung Quốc đã che giấu dịch bệnh tại Vũ Hán. Hội đồng Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ra lệnh hủy bỏ các mẫu virus vào ngày 31 và ngày 3 tháng 1. Trung Quốc đã làm biến mất các công dân dũng cảm dám lên tiếng báo động. Họ đã huy động các cơ quan tuyên truyền để hạ uy tín của những người lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch đơn thuần một cách ôn hòa. Và hành động của họ đã đưa đến chúng ta đến ngày hôm nay, sau 120 ngày. Trung Quốc vẫn từ chối chia sẻ thông tin mà chúng ta cần để bảo vệ an toàn cho người dân. Chẳng hạn các mẫu tách vi khuẩn, mẫu xét nghiệm lâm sàng và chi tiết về rất nhiều bệnh nhân cúm Vũ Hán vào hồi tháng 12 năm 2019, chưa kể đến bệnh nhân số 0. Các lời kêu gọi minh bạch và nói sự thật của chúng tôi không phải là chính trị, đó không phải là bắt nạt, đó không phải là đổ lỗi, đó là về nhu cầu thường trực để cứu sinh mạng người Mỹ. Đây là một mối đe dọa đang diễn ra hàng ngày. Và hãy hỏi các chuyên viên y tế ở thành phố New York, họ sẽ đồng ý với tôi. Chúng tôi cần các nước chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy một cách kịp thời, ngay bây giờ và lần kế tiếp khi một thảm họa như thế ập đến. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói như vậy. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper vào hôm 6 tháng 5 tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng đã chỉ trích Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, che giấu dịch bệnh từ đầu và trục lợi từ đại dịch để đánh bóng hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kết quả của các lựa chọn của Trung Quốc là các nước bắt đầu hiểu được sự rủi ro của việc đi lại với Đảng Cộng sản Trung Quốc và bắt đầu hành động để bảo vệ người dân của mình. Trong những tuần gần đây, Nigeria, Kazakhstan và Pháp đã triệu tập các đại sứ của Trung Quốc để phản đối một loạt các lời nói dối và hành vi sai trái của Trung Quốc. Tây Ban Nha đã trả lại các bộ xét nghiệm lỗi sản xuất tại Trung Quốc. Họ, Cộng hòa Séc và các nước khác đã nhận được các thiết bị bảo hộ y tế lỗi hoặc hỏng. Úc và Thụy Điển đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập đối với dịch bệnh này. Và bạn tôi, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói rằng Anh Quốc không thể quay trở lại làm việc bình thường với Bắc Kinh. Thậm chí, người đứng đầu cơ quan đối ngoại châu Âu phải thừa nhận rằng Bruxelles đã hơi ngây thơ về Trung Quốc. Tôi thấy phấn chấn về làn sóng chủ nghĩa hiện thực mới mẻ này. Các quốc gia tự do của thế giới đang bắt đầu hiểu ra rằng Trung Quốc không chia sẻ các giá trị dân chủ mà chúng ta tôn trọng và trân trọng, hoặc các lợi ích kinh tế của họ, và điều này rất quan trọng đối với toàn thế giới. Không có gì là hai bên cùng thắng,
với một chế độ cộng sản trừ khi bạn đạt được các điều khoản công bằng mà Tổng thống Trump đã nói tới và hàng tiêu chuẩn đó có đi có lại mà Tổng thống Trump đã làm được trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nay các nước có một cơ hội để đòi hỏi nhiều hơn điều đúng đắn cho bản người dân của mình. Và hôm nay tôi kêu gọi toàn bộ các nước, bao gồm các nước ở châu Âu, hãy ủng hộ Đài Loan gia nhập với tư cách là quan sát viên và Hội đồng Y tế Thế giới và các cơ quan liên quan khác của Liên Hợp Quốc. Tôi cũng kêu gọi Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Theros mời Đài Loan tới quan sát cuộc họp vào tháng này của Hội đồng, bởi ông ta có quyền làm thế và những người tiền nhiệm của ông đã làm điều này nhiều lần trước đây. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu ra thẳng thắn lập trường của Hoa Kỳ như vậy. Và cũng ngay lập tức, nhóm nghị viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã thành lập tổ công tác chuyên trách Trung Quốc chống lại các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa bang California, Mỹ. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa bang California vào hôm 7 tháng 5 đã tuyên bố thành lập tổ công tác chuyên trách Trung Quốc do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo nhằm thực hiện các cuộc thăm dò và đưa ra khuyến nghị để chống lại các mối đe dọa địa chính trị từ Trung Quốc, theo The Hill. Động thái này diễn ra sau bối cảnh thế giới đang kêu gọi mở rộng cuộc điều tra về cách Trung Quốc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông McCarthy cho rằng việc Bắc Kinh che giấu thông tin và sau đó truyền bá thông tin sai lệch trong giai đoạn đầu của dịch cúm Vũ Hán đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác ngăn chặn đại dịch này. Sự che giấu của Trung Quốc đã dẫn đến cuộc khủng hoảng như hiện nay, ông McCarthy đã nói với các phóng viên trong buổi họp báo. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giấu về sự nghiêm trọng của căn bệnh, tổ chức chiến dịch tuyên truyền đổ lỗi cho Mỹ, lợi dụng nguồn cung y tế của họ để gây sức ép và tiếp tục từ chối các chuyên gia quốc tế đến để điều tra những gì đã xảy ra. Sự việc đã tiến theo mô hình và phương thức đe dọa tương tự mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện trong nhiều năm qua, điều mà đã được lưỡng đảng ở Washington đồng thuận. Ông McCarthy nói như vậy. Theo tờ Washington Post, tổ công tác chuyên trách Trung Quốc sẽ thiết lập các ưu tiên thu thập thông tin và phối hợp hợp tác, các phương thức để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Nhóm cũng sẽ xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ, những cách thức mà Bắc Kinh sử dụng để tiếp quản các tổ chức quốc tế, chuỗi cung ứng và nhiều hơn nữa. Cùng với vai trò của Trung Quốc trong việc xử lý corona vào thời điểm ban đầu. Ông McCarthy cũng cho biết, trước đây ông đã từng làm việc với lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện về việc xây dựng một hội đồng lưỡng đảng về vấn đề Trung Quốc, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ông nói rằng ông luôn hoan nghênh Đảng Dân Chủ tham gia. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020 với bản tin Mỹ rút giấy phép của hàng chục công ty làm khẩu trang của Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de